tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Sau sự việc trên trên internet, một số tổ chức cá nhân đội lốt dân chủ nhân quyền cho rằng Nguyễn Văn Đài vô tội, đòi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Nguyễn Văn Đài. Những giọng điệu và đòi hỏi trên là hết sức phi lý, bởi đó là việc làm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam và hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn là rất rõ ràng. Dư luận chưa quên những hoạt động chống phá Đảng nhà nước Việt Nam của Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự Lê Thị Công Nhân vào thời điểm trước năm 2007, không làm ngơ trước những hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội của các đối tượng. Tháng 3 năm 2007, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 11 tháng 5 năm 2007, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 5 năm tù giam. Ngày 27 tháng 11 năm 2007, tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử giảm nhẹ cho Nguyễn Văn Đài xuống còn 4 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Những tưởng sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Văn Đài sẽ tỉnh ngộ. Nhưng không, y vẫn ngựa quen đường cũ. Ngay sau khi ra tù, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Đài tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc lịch sử dân tộc và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước. Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Văn Đài liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc chính sách của nhà nước, tuyên truyền quan điểm đa nguyên đa đảng, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Đặc biệt, Nguyễn Văn Đài đã tập hợp một số phần tử bất mãn cơ hội lập ra cái gọi là hội anh em dân chủ dưới sự điều hành của Nguyễn Văn Đài, hội anh em dân chủ trở thành nơi tụ tập của những kẻ có tư tưởng, quan điểm sai trái, chuyên xuyên tạc, biện đặt, kích động, cổ suý cho những phần tử chống phá đảng, nhà nước. do nhẹ dạ cả tin, một số người trở thành nạn nhân của Nguyễn Văn Đài và hội anh em dân chủ đã lầm đường lạc lối và phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc. Nguyễn Văn Đài còn thường xuyên trả lời phỏng vấn một số đài báo nước ngoài thiếu thiện trí với Việt Nam nhằm tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước tuyên truyền quan điểm đào nguyên đa đà đảng. Ngoài việc có mối quan hệ rất mật thiết với tổ chức khủng bố Việt Tân, Nguyễn Văn Đài còn được biết đến với vai trò chủ chốt khởi xướng cái gọi là Trung tâm Nhân quyền Việt Nam khối 8406, Công đoàn Độc lập, Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam, Hội cựu tù nhân Lương Tâm. Đó là những hội, nhóm thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá đảng và nhà nước Việt Nam. Nguyễn Văn Đài còn thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, huấn luyện cách thức đấu tranh bất bạo động tại nhà thờ Thái Hà và nhiều địa phương khác Nguyễn Văn Đài là cộng tác viên viết blog cho RFA cùng một số trang song ngữ chuyên xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ bức tranh dân chủ nhân quyền, kích động chống phá Việt Nam. Đáng nói nữa, trên Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Văn Đài viết nhiều bài có nội dung bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, thóa mạ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Thực chất những hành vi của Nguyễn Văn Đài là nhằm mục đích đầu cơ chính trị, cầu xin những đồng đô la tài trợ từ các thế lực thù địch bên ngoài để kiếm sống, và duy trì các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chỉ điểm qua bấy nhiêu đã đủ khẳng định việc cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn để điều tra là cần thiết và hoàn toàn đúng luật. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài và các đối tượng đã rất rõ ràng, vậy tại sao vẫn có những tổ chức cá nhân, đội lốt dân chủ, nhân quyền đứng ra bênh vực cho Nguyễn Văn Đài cùng đám tay chân, không khó để có câu trả lời là dân tộc đã phải chịu nhiều đau thương mất mát trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược việt nam luôn khát khao hòa bình ổn định để phát triển và mong muốn đóng góp cho nền hòa bình phát triển bền vững của nhân loại đại đa số các chính giới và nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới đều hiểu rõ tâm nguyện ấy và luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước con người việt nam Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn một vài tổ chức cá nhân vì những động cơ thấp hèn, âm mưu phá hoại nhà nước Việt Nam, muốn làm cho Việt Nam mất ổn định chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam mất vai trò lãnh đạo, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam suy yếu đi đến sụp đổ. Để thực hiện mục tiêu ấy, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt là trò ném đá dấu tay, ngấm ngầm tổ chức, nuôi dưỡng, xúi dục, kích động những phần tử cơ hội như Nguyễn Văn Đài. Cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của con người trên tất cả các lĩnh vực. Thế nhưng, chủ nghĩa cơ hội đã làm những kẻ như Nguyễn Văn Đài mờ mắt, không thấy được thực tiễn đó. Nhờ sự hà hơi tiếp sức của một số tổ chức phản động lưu vong, độ lốt bảo vệ dân chủ nhân quyền, Nguyễn Văn Đài không chỉ tuyên truyền phủ nhận những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn kêu gọi kích động người dân tụ tập biểu tình gây rối an ninh trật tự. Cũng do mờ mắt trước những đồng đô la kiếm được từ một vài tổ chức cá nhân ở nước ngoài mà Nguyễn Văn Đài và đám tài trần liên tiếp có những lời nói và hành động mưu toàn chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân, đòi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng. Chẳng lẽ Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn không thấy được một thực tế đang diễn biến ở không ít quốc gia theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là các đảng phái tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, gây ra những rối loạn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tại những quốc gia đó, chẳng những quyền dân chủ của người dân không được bảo đảm mà tính mạng của họ cũng thường xuyên bị đe dọa. Với một người luôn gieo rao là am hiểu pháp luật như Nguyễn Văn Đài thì không thể nói là thiếu hiểu biết, không nhận thức được vấn đề. Rõ ràng, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn đã cố tình vi phạm Điều 4 Hiến pháp năm 2013, xác định quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 79 Bộ luật hình sự quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ấy vậy mà, một vài cá nhân tổ chức đội lốt dân chủ nhân quyền vẫn cố tình cho rằng Nguyễn Văn Đài vô tội. Họ vu cáo chính quyền Việt Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Đài và đồng bọn là vi phạm nhân quyền. Vì theo họ, Nguyễn Văn Đài và đám tài trần chỉ bày tỏ chính kiến một cách hòa bình, chỉ là thực hiện quyền tự do dân chủ. Phải khẳng định rằng, ở Việt Nam, không có ai bị bắt giam do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do của người dân, trong đó có quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận trong khuôn khổ luật pháp. Điều này không chỉ đúng với pháp luật Việt Nam mà còn hoàn toàn phù hợp với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Tại điều 29 của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền khẳng định trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người phải chịu những hạn chế do luật định nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng và nền an sinh chung mang danh bảo vệ dân chủ nhân quyền, nhưng chỉ nghe qua những giọng điệu của một vài cá nhân, tổ chức ấy đã đủ thấy họ hoàn toàn không phải vì nhân quyền cho Việt Nam. Thực chất, đó là hành vi bảo vệ tiếp tay cho những kẻ âm mưu lợi dụng tự do dân chủ để chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam. Luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do của công dân, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ nhân quyền. Nhưng Việt Nam kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu và hành động đội lốt dân chủ nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, lợi dụng quyền tự do để chống phá Đảng và chính quyền nhân dân. Ở Việt Nam không có chỗ cho thứ dân chủ nhân quyền coi thường kỷ cương phép nước. Vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sẽ được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng theo đúng trình tự tố tụng của Việt Nam. Cũng như ở các quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam mọi tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đặc biệt đối với Nguyễn Văn Đài, kẻ đã qua 4 năm thụ án, 3 năm quản chế tại địa phương, được các cấp chính quyền, đoàn thể nhiều lần giáo dục, nhắc nhở, gian đe nhưng vẫn chứng nào tật ấy thì càng phải xử lý nghiêm khắc hơn. Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi bản tin truyền hình ngày 11 tháng 8 năm 2017